Giới trẻ Trung Quốc muốn thành công phải thở oxy. Một cơn sốt đang nhen nhóm xuất hiện trong cuộc sống của giới trẻ Trung Quốc gần đây mang tên thở oxy gọng kính. Theo SCMB, áp lực không ngừng để thành công từ mọi phía đã khiến nhiều thanh niên nhanh tay chập lấy ống hít oxy để tăng cường năng lượng, làm việc hăng hái hơn. Trước đó, một chủ đề trên nền tảng mạng xã hội giao hồng siêu có tên oxy hữu ích hơn cà phê dần trở thành xu hướng vào giữa tháng 9, thu hút hơn 5,6 triệu lượt xem. Tài khoản Yi Mali, 26 tuổi đăng tải bức ảnh cô đang sử dụng máy tạo oxy di động trong văn phòng của mình, nói rằng tôi phải mua để theo kịp các đồng nghiệp khi ai cũng làm việc đến 11 giờ đêm. Nữ giám đốc sản phẩm đến từ tỉnh Hồ Nam cho biết cô thở oxy trong giờ nghỉ trưa hoặc đôi khi trong giờ làm việc, giúp bản thân tập trung hơn và sáng tạo. Một sinh viên đại học 21 tuổi, chủ tài khoản Biki Bao Yizi Yang Gumei trên Giao Hồng Siêu, cho biết cô dùng máy hít oxy để giải tỏa căng thẳng, nhất là những khi cảm thấy buồn ngủ trong giờ học. Cô nhấn mạnh thêm, thực sự nó còn tốt hơn cà phê, thứ khiến tim tôi đập thình thịch. Nữ sinh cũng chia sẻ, hít oxy giống như liều thuốc an thần hơn, tôi có thể tìm thấy niềm vui giữa nỗi buồn. Trước đây, oxy tươi thường được quảng cáo tốt cho người già và phụ nữ mang thai, cũng như dành cho những ai có nhu cầu di chuyển đến khu vực địa hình cao hơn so với thông thường. Theo đó, một chai dung tích 1 lít dùng chưa được 10 phút có giá khoảng 10 nhân dân tệ khoảng 33.000 đồng. Tuy đắt hàng song không phải ai cũng đồng tình với việc sử dụng oxy tươi trong thực tế. Một số người coi việc này không có tác dụng, hoặc dùng lâu dài sẽ có những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nhà hô hấp học Mo Xian Yong, Bệnh viện Tây Ngô Chang Gang, Bắc Kinh từng trả lời Nhật báo Khoa học và Công nghệ rằng người khỏe mạnh có thể bị tổn thương phổi hoặc ngộ độc oxy. Trường hợp nặng hơn có thể tác động đến vấn đề hô hấp, thậm chí tử vong. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!